Chú hai chuột 85 tuổi. Bắt con cá 13 kg nhất ngày. Ê bút, liệu hôm nay cá anh ta hoàn mày? Không biết, hết xui à? Không, nay tao nghĩ cá sẽ ăn tao. Tại vì cá mới, nó sẽ ăn cám. Cám là tao. Mày dám cá với tao thùng bia không? Chơi luôn. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung Nguyễn Viết Sinh. Trong video ngày hôm nay mình quay lại Tây Hồ nha các bạn. Thì mình có thông tin hồ Tây Hồ, chủ hồ có thả một lượng cá Hugo cũng như là một lượng cá khá là nhiều. Hôm nay mình quyết tâm xuống hồ Tây Hồ để câu cá bắt cá cho các bạn xem. Rồi, bây giờ các bạn đi theo mình xem câu cá và các anh em câu cá hôm nay như thế nào nha các bạn nha. Rồi, bây giờ Trung Nguyễn Viết Sinh sẽ đi bốc số vị trí may mắn chỗ ngồi nha các bạn. Ở đây tất cả mọi người này, bốc số may mắn công khai nha các bạn nha. Có anh nhậu rồi. Bốc số rất là vất vả nha các bạn, chen chúc nhau gớm luôn. Dùng xong chưa? Chưa, sắp xong rồi. Sắp ra rồi. Chưa. Chờ xíu đây. Vậy nha các bạn. Ở đây anh em đang xếp hàng lên lấy vé chuẩn bị đi câu nha các bạn nha. Hello em trai. Rồi xem nào hôm nay Trung Nguyễn Viết Sinh sẽ bốc số nào nha các bạn. Wow, 12 nha các bạn. 12, 13 rồi. 12, 13 nha các bạn. Hy vọng hôm nay vị trí này có cá Hugo lớn nha, 12-13 cá Hugo lớn à, hôm nay nha, tao bắt cá Hugo lớn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi trộn mồi câu cá nha các bạn. Cám nha. Chặn cám từ đại ca từ đầu. Sự cố xỏ nhầm lỗ nha các bạn ơi. Thế là nhổ lầm nhầm nổ cần còn được, cái nổ khác là hơi phải căng nha các bạn nha. Rồi, xuống sau cá ăn trước cho các bạn. Ném ơi, ném ơi. Ê, chục. Gửi cục qua. Ơi, ăn luôn hả? Ăn gì nhỏ chị chứ ăn gì. Đúng trạng chứ nó diễn quá diễn sâu hết rồi. Nó ăn thiệt bây giờ nè. Rồi bây giờ các bạn chờ cá ăn nha. Rồi cá đang lên nha các bạn, con cá đầu tiên đang lên nha các bạn nha. Rồi, lớn không em? Con cá đầu tiên ăn thẻo nha các bạn nha. Rồi ra luôn chứ rồi, qua đây là lớn luôn. Cá đầu tiên đừng để xảy ra không được có ra. Cá mạnh quá. Rồi máng đuôi rồi.
hai nữa đi. Rồi, một em đã lên. Vẫn ngoan cố chưa lên nữa chạy. Rồi. Một con đã lên bờ nha các bạn. Ôi, cá lên cá. Hôm nay anh Sơn lốc này anh ấy có cá rồi, anh ấy lại không lốc nữa rồi. Cá phải rồi anh ơi. Cá phải rồi bạn. Bước có phải luôn, bước có phải luôn Sơn, bước có phải luôn. Bước phải ép luôn phải không Sơn? Rồi. Ôi. Một con cá chó, trời đất ơi. Hay quá rồi. Thôi giải lốc đây cả đây, con đầu tiên giải lốc đây. Cá tiếp tục lên nha các bạn. Hay quá rồi. Lớn không, lớn không, lớn không em? Ồ, con này á, nhỏ nhất hồ đây anh ơi. Kiếm con khác đi anh ơi. Trời ơi, cẩu lên luôn con cá này. Cá này mới thả chịu ăn nha các bạn. Lên nha. Cho chồng có cá lại nha. Thơm đỏ cá ra nha các bạn. Biết cá này lớn không các bạn nha. Hy vọng cá này lớn đi các bạn. Lớn anh. Để tôi quấn rồi ta. Rồi 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 đây nó đây. Cành đang dính đầu cây nha, đầu cành đang dính dây nha các bạn. À, lớn không, lớn không? Đang nghe mắc bụng rồi. Rồi con cá này đã bị sốc rồi bụng rồi. Cá. Tụt lưới miệng rồi, ăn cá tụt lưới miệng rồi. Ôi, ngon, ổn quá cá, xúc lấy miệng. Quay như quay cái lóc trong tí. Trong trong quay đẹp lắm sao nó đủ. Cá qua á. Cá
Cá quá quá. Phải nhiều anh ơi. Cái bụng tôi gà rồi. Không được bắt cá chó nha bạn. Coi cần coi. Lớn không Sơn? Chú cần, chú hai cần mình xuống, chú cần. Rồi coi Sơn. Rồi đó. Đến cần mình nhớ lên. Rồi luôn, ép luôn, ép luôn. Mắt cá bạo lực quá, đi một đường vào luôn. Rồi, được. Rồi, số bờ được á. 9 cái mấy 10 ký đó bạn ơi. Được không? 14 Chú hai chuột 85 tuổi bắt con cá 13 kg nhất ngày. Rồi từ từ chú hai. Từ từ bắt coi. Hai ba đường em ạ. Đừng đừng cứ lòn càng rối á. Chú hai như tuổi, chú hai rồi chú hai. Nói như cậu bên trẻo luôn hai ơi. 85 tuổi. 85 tuổi, 85 cần thủ, 85 tuổi nha các bạn. Từ từ hai. Mới dài như cậu bên trẻo á. Cái cần này ở trên ở dưới nè. Cái cần dây hồng nè, rồi cũng. Cứ từ chú hai. Bữa chú hai. Ôi ai kéo lên vậy? Được kéo ăn. Đợi nữa nha, căng nợ nha. Ôi ôi con này lớn quá má. Cái cần ơi, đừng có giật cái cần này. Cái cần kia cái thải ra vô một vòng ơi. Cần thủ 82 tuổi đang chinh phục cá nha các bạn. Dài lớn quá. Cậu bình triệu quá. Cậu không chạy, nông cảm chưa. Đâu cần cho đi học, chăm sóc cá giúp chưa. Mày mừng lắm ai. Rồi xin cảm ơn. Phê ông chú phê, chân mặt phê. Cáp lại nha. Rồi. Gấp. Được rồi. Đầu chập ba luôn. Khao xa sao sướng không chú hai, sướng không? Mệt hả? Sướng không? Qua đây à, chín cái máy không? Lấy cái kéo cắt cái cọng dây đường mình đi. Rồi. Bữa. Cần thủ sáng giờ đang trông chờ một em Hugo để nến nhất ngày. Từ từ anh ơi. Chạy qua từ từ anh, chạy xe nhiều lắm. Mười ba ký, 13 ký không anh? Đâu rồi? Ừ. Được á. Gịch xác không? Gịch xác. Rồi, cá hơi bẻ. Một con. Hay quá rồi, đã có cảm giác nha. Phê quá anh. Nhỏ, nước bự đâu. Mắt cá này đó. Vuốt nhà đường. Rồi lấy cái kéo cắt nhoi. Con này khoảng 6-7 kg à.